mình buồn quá trời, mình đang làm bình thường mà tới cái cuộc sống mình nó đẩy đưa sao mà mình được cái vậy, mình rất là buồn. Bây giờ mình vừa đi bán mà chị buồn, biết sao làm cách nào. Mình chết đi thì nó cũng đỡ rồi, đỡ cho vợ mình luôn nữa, mình cũng là nó cũng thanh thản rồi, nhưng mà bây giờ còn sống mình cũng phải ráng thôi sao vậy. Dạ, cuộc sống bây giờ cũng đâu hay tới đó. Kính thưa quý vị khán giả, thì hiện tại sư đang ở trước cổng trường trung cấp Ballet Khmer, ngụ tại số 375 khóm 4 phường 8 thành phố Trà Vinh. Thì hôm nay sư có gặp một cái trường hợp rất là khó khăn, một trường hợp đặc biệt. Thì trường hợp hôm nay như thế nào thì chúng ta hãy tìm hiểu thêm về anh Tinh Thanh. Anh có biết tên anh tên gì? Tên Thanh à? Dạ dạ, dạ thưa thầy. Em là tên Thạch Thái Thanh. Hiện tại là em ở ấp Trà Dư, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Dạ. Em cũng tai nạn lao động á, đi làm ở Tây Ninh á. Người không may cũng bị té hơn 3 tầng lầu xuống rồi, bây giờ nó bị chấn thương cuộc sống á. Ra cũng bị mổ xong bây giờ nó liệt cái giò, gãy hai tay. Giờ hoàn cảnh khó khăn quá, rồi chúng ta cũng cho xe lắc, cho lo rồi đi bán. Bây giờ cũng gặp sư nè, sư cũng tính hỏi hoàn cảnh của em như thế nào đó, rồi sư giúp đỡ, rồi kêu như là thấy em khó khăn quá đó. Giờ em cũng nói là anh cho sư hỏi là anh hiện tại là anh bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay nữa là 40 tuổi. Anh là Trinh Thanh, 40 tuổi. Dạ. Anh hiện tại có gia đình chưa? Dạ có rồi. Có rồi. Có rồi, nhưng mà bây giờ khó khăn quá, bây giờ gửi con cho ngoại luôn rồi. Có con luôn. Dạ. Là có bây giờ vợ cũng bán số chung luôn. Cũng hai vợ chồng bán cũng được ngày cũng trăm mấy, lúc này với số người ta không cho trả nó cũng ráng bán, không dám bán nhiều. Dạ. Bán đủ sống một ngày, ngày đó rồi. Hai vợ chồng mà bán một ngày 100 mấy tờ. Tờ hơn lắm mới được 200, bây giờ khó khăn quá. Giờ biết rồi, sao anh là bị tai nạn lao động mấy năm rồi? 30 tháng 4, 1 tháng 5 này nữa là được 2 năm. Được 2 năm là té từ lầu 3 xuống. Dạ. Rồi cái chân của anh là hiện tại là không có đi được hả? Bây giờ nó là nó liệt nửa người luôn. Là nó liệt nửa người. Dạ. Từ lưng quần xuống là cảm giác. Bây giờ là không đi được, mình cảm giác luôn, da giò nó sưng. Cái kia là không biết gì hết. Về nhà cũng lên giường này kia cũng khó khăn. Vợ mắc vợ cái giò, vợ gì phụ á. Nó bây giờ hiện tại cũng còn vết thương ở đằng sau mông, bây giờ nó bị lét hai lỗ á. Vết thương có gì, nếu mà ấy có gì em cho cái hình ảnh mà cái vết thương em đang hiện tại đó, nó quá để sâu luôn mà không có tiền á. Hình như là anh là có
Thì bỏ gì cái vết thương vô này á hả? Vết thương vô này nè, giờ bông gòn này kia băng bó đi bán vậy đó. Nhưng mà nó giờ dịch thì máu này chỉ nó chảy quá trời luôn. Nó giờ nó tối nó hành ngủ không được luôn. Với mình thuốc ở Sài Gòn nó gọi về này kia nó mạnh, nó đủ cái thuốc kháng sinh rồi. Còn mình mua thuốc ở đây tạm thời uống đỡ nhức mỏi thôi. Tối nhất tháng lạnh này nhất ngủ. Rồi anh bán chừng nào anh mới về? Mấy giờ anh mới về? Khi cũng bán có bữa thì mấy anh mua nhiều rồi ha, cũng về 11, 12 giờ. Có bữa thì 3, 4 giờ thì mới về. Bán cũng xa 7, 8 cây số. Là sáng cứ sáng sớm là đi bán tới có bữa là 3, 4 giờ, có bữa 11, 12 giờ mới về. Dạ. Nắng nhiều khi rồi cơm nước anh sao anh dùng ở đâu? Thì vợ nó bán rồi khi nó cũng về sớm, nó hết sớm thì nó đi về nhà nó làm nó ăn. Bữa nào thì còn số nhiều quá thì mua cơm hộp, hay chồng ăn còn đỡ vậy đó. Tại vì mình có con thì mình gửi ra ngoài rồi. Ngoại là ở đâu? Cũng ngoài, gần nhà hay sao? Ngoại thì ở Cà Mau á. Ở Cà Mau lận hả? Cà Mau cũng xa. Rồi gửi cho ngoại. Ngoại với cậu. Dạ. Giờ nó đi con hai vợ chồng được lớp 6 rồi. Mình bị đó, mình cũng cho nó nhỏ rớt hết năm rồi. Tính là năm nó lên còn mấy ngày nữa là lên lớp 7. Mình bị cái nhỏ rớt hết năm. Sư có nghe anh chia sẻ là hồi anh mới bị rớt từ trên lầu 3 xuống liền là anh rất là buồn. Là anh thậm chí là anh muốn tự sát luôn, cũng may là có người vợ là người bạn đồng hành giúp anh cũng như là tiếp tục cái cuộc sống này. Nói chung là nó có vợ nó cũng an ủi mình được một phần nào đó. Hồi bị liền á thì mình chưa biết là mình là nó bị liệt giò là đi không được đâu. Thì vợ nó giấu á, bác sĩ người ta cũng nói là trong vòng 1 tháng nó lại, nhưng mà mình không có tự động cái giò không giò được á là mình bị đẹp luôn. Sao giờ chưa biết xong mình quá giờ không mấy ngày luôn rồi thuốc hoặc là tự dặn chết luôn, nhưng mà lúc đó tay chân cũng tự động không được, tại nó gãy hai tay luôn rồi giò không tự động luôn như là một cây vậy đó. Ủa là tay anh cũng bị gãy hai tay luôn hả? Gãy ở đây luôn nè. Gãy đây. Dạ. À, đây thì gãy cặp inox mà nè, còn inox chưa có lấy ra đó nè. Từ 2 năm mà không lấy ra luôn. Cứ để vậy luôn. Để vậy luôn, nó cứ ngắt. Ừ, nó ngắt luôn. Nó muốn loại luôn. Rồi có ảnh hưởng gì không? Có đau nhất gì không? Có chứ. Tối nhất chứ. Nhất hả? Tại vì cái này chỗ này biết cảm giác. Dạ. Gùi lưng á, giờ nó cặp hai cái inox rồi bắt ốc ở dưới đi, ở sau này nè. Gãy lưng luôn. Dạ. Rồi nếu mà mình ngồi mà không có cái dựa này á là ngã lên ngã xuống là ngồi không được. Mắt tay vịn. Như khi đang ăn cơm với hai chồng đang ngồi vậy đó. Ngồi cái bật ngửa. Ăn cơm đổ cơm hết luôn. Nó không có trụ được á, tại vì mình mất nửa người nè. Ngồi cái nó bật ngửa luôn. Mình buồn quá trời, mình đang làm bình thường mà tới cái cuộc sống mình nó đẩy đưa sao mà mình được như vậy. Mình rất là buồn. Vậy mình vừa đi bán mà vừa buồn, biết sao làm cách nào. Mình chết đi thì nó cũng đỡ rồi, đỡ cho vợ mình luôn nữa. Mình cũng là nó cũng thanh thản rồi, nhưng mà bây giờ còn sống thì mình cũng mới ráng thôi, sao vậy? Đó, giờ cuộc sống bây giờ cũng tới đâu hay tới đó. Bây giờ em cũng cảm ơn biết sao vậy, em cũng cảm ơn sư để có ra video này để cho em được tâm sự cái cuộc đời sống của em vậy. Dạ. Cảm ơn sư nhiều nha. Cũng mong quý Phật tử cũng như quý khán giả gần xa trong nước và ngoài nước thấy cái hoàn cảnh của anh Thanh rất đang khó khăn vậy. Mong quý Phật tử cũng như quý vị khán giả gần xa giúp đỡ cho anh Thanh có được cái số tiền ủng hộ cho anh Thanh, giúp thêm anh Thanh cũng như là gia đình anh Thanh có thêm cái số tiền để anh Thanh chữa trị cái mùa thu để uống, nhiều khi thuốc uống bằng ngày uống
mình đâu có nuôi nổi, đang học vậy mà mình đâu có tiền đâu đóng phí hay gì đó, khó khăn vậy. Giờ mới gửi ổng cho ổng nuôi giùm.